Đây rồi. Úi đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Úi đây rồi anh em. Đây rồi. Úi đây rồi anh em ơi, hàng hàng rồi. Đây rồi. Úi ui. Con này to anh em ơi. Đây rồi. Úi đây rồi anh em ơi, hàng hàng rồi. Đây rồi. Úi ui. Con này to anh em ơi. Á à, chà. Đây rồi. Ôi chui 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 anh em ơi. Ôi chui 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 chui. Đây rồi. Ôi chui 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 anh em ơi. Ôi chui 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 chui. Vâng, mà đây là quay lại địa điểm con sông ngày xưa anh em nhé, cảnh vô cùng đẹp luôn. Thì có bác đang ngồi đây cầu ạ, em sẽ vào chỗ để biệt tâm bên kia. Đó, trong khi cũng có hai thần thủ đang ngồi anh em ạ. Địa điểm này ngồi rất là đẹp. Ông chọn được vị trí toàn cây cối rậm mát ngồi thích nhỉ. Cháu ở dưới Tam Hưng không ạ? Ông câu đấy lâu chưa? Câu câu thì nào đến. Nào đến. Ông người đấy là người đâu không? Hoạt động cầu ính. À, hoạt động cầu ính cả. Cháu mới đến điểm này vài lần, đẹp quá. Này ông câu đài chứ? Đánh chậm đáy hay anh đánh lửng không? Hôm nay ông bao tuổi? 70. Thì về hưu cũng giết thời gian cái câu này giải trí. Vui vui tí còn làm con bàn tay là sướng. Con 3/2 cũng 3/2 cơ. Chui chui hay là chép không? Chép 3/2 to lắm nhỉ. Là thiên nhiên với con đấy cao sướng lắm. Cháu thì cũng nhiều sâu chưa là vớn còn. Ủa, nó lại hơn 2 cân đổ về. Nó cứ dở dở, có hôm nó vào bao nhiêu. Mà hôm nay là mấy buổi thế nào? Một buổi là con 3/2, một buổi là con rô phi 1 cân 9. Con rô phi 1 cân 9. Trông to lắm. Vâng. Tù phỉ cần chín là dạo màn lắm. Ngoài đây nó lại cá nó mỏng người, nó không mấy nhìn nó to hẳn phạt. Cái cá bọn chúng đầm ấp nên nó ăn nhiều tăng trọng thì nó dày mình còn ấy. Ngoài đây to lắm. Cá gầy. Nó gầy cần chín dạo màn lắm. Rô phỉ cần chín thì đa phần thì đi hồ được, cái ngoài thiên nhiên rồi. Ở đây nhiều cá to nhưng nó không cắn. Điểm này quá đẹp luôn. Cầu này sướng. Mát. Và ngồi đây quá là mát. Cây xì nó che râm cả ngày. Vâng, ở đây về lại cái khúc sông huyền thoại ngày xưa anh em này. Đang ngồi nhà chỗ cô này các bác nhá. Đó. Trong này cực kỳ nhiều chó luôn, ngồi chơi mà ngồi nhỏ ấy, nên hàng ấy là chó cả gâu gâu luôn cả. Sông rất là đẹp luôn. Hôm nay cũng có mấy bác cần thủ đang ngồi đây. Bây giờ chúng ta xem sông que. Hôm nay được cái là sóng nó rất là êm. Đó, thì kia có mấy bác cần thủ anh em này đang giật cá ầm ầm. Địa điểm này cực kỳ là đẹp. Nói chung là khung cảnh thiên nhiên mát mẻ. Đây gọi là sông Giá anh em nhé. Bác nào muốn câu đến đây sông Giá. Ở sông rất là mênh mông quá, sóng gió hò quá bùng. Đánh thử xem ạ. À chà, chỗ này tàu rất hơi sâu nhau. Ui, ngục cao luôn.
À, em đi em vác cái này nó rơi khoảng 5 cân ủ chua anh em ạ. Này mình sẽ xào và đánh bó mồi. Mồi này hơi bở nên phải cho bột mì vào. Khi đi lúc nào cũng mang thêm bột mì các bác ạ. Anh em đặt mồi ủ chua thì đặt em sớm nhé. Trong vòng 10 ngày thì em mới làm xong thì mới chuyển cho các bác được. Nhiều bác đặt thì cần gấp thì không có đâu. Bởi cái này nó là mồi ủ chứ không phải là mồi kia. Mồi bột kia làm có thể ra ngay để chuyển anh em được. Nhưng mà mồi ủ nó phải có thời gian của nó. Này em cũng không bán số lượng lớn. Anh em nào muốn đánh thử thì em cứ cho mình đánh thử thôi. Nhiều bác đánh thử thấy phê quá. Cứ bắt làm chục cân rồi. Không có thời gian mà làm. Ở nhà cũng không có đồ mà ủ đấy. Thùng bè không có. Rất là dở. Cho tí bột mì cái là mồi anh em bóp nó dẻo ngay. Dính tay ngay. Này. Bóp dính cái dính này đánh ok. Mồi này sẽ xạo. Wow. 5 cân nhiều quá các bạn. À, cho tạm bên mạng bên này đi. Giờ khi bóp mồi ra anh em nhé. Đây rồi anh em ơi. Ui. Ui ui. Đóng đóng trôi 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 anh em ơi. Đây rồi. Ui đây rồi anh em ơi. Ui. Ui ui. Đóng đóng trôi 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 anh em ơi. Wow 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 wow. Thấy chưa anh em ơi. Phê quá. Đóng leo trôi đóng thả mồm bác ơi, con trôi đầu tiên của em. Trời lên. Rồi, tao cẩu mày lên. 46T. Rồi, phê quá anh em ạ. Ôi, đánh cổ cá sống phải như thế này chứ. Tuyệt vời. Trời, không có gì buộc đây nhỉ. Ui, ui con trôi phê quá bạn. Nó là cá nó nhỏ nhỏ mà cá thiên nhiên chặt sướng. Đây, em buộc cái này vào đây. Quấn này trên chân ô anh em ạ. Phê quá. À. Xuống đây. Tôi buộc vào đây anh em nhé. Đó. Được con cá sướng hết cả thằng người. Cô kéo lại về. Đóng hàng vậy mới sướng các bạn. Nó khai màn chui nhỏ nhỏ là đánh vậy nó phải sướng không anh em. Vì con này nó kéo sướng thật. Đúng là giống chui điên khác đánh nó kéo khỏe cá chép rất là nhiều. Đấy, không có gì đã bằng đánh cá chui anh em ạ. Nay mới được còn 4-5 cân ngày này tuyệt vời. Được, còn 4-5 cân thì đánh mới gọi tuyệt vời. Đó, đã mầm mầm anh em ạ. Đấy. Trời ơi. Một nhóc rô phi. Anh em ơi, một nhóc rô phi. Đóng thẳng mồm. Này, bao nhiêu là một nhóc rô phi đóng thẳng. Thẳng lưỡi mồm. Dây trục ngắn quá em đang để. Đây à. Đang để dây trục có 2 mét quá. Đấy, anh em nhìn nhá. Đóng rô phi này, chung là nó rô phi tự nhiên. Thì ra là ăn cũng rất ok, rất là ngon. Tự nhiên này. Wow. Quá ngon. Làm ít rô phi vậy về rán giòn nó cũng rất là tươi. Rô phi này ở đây thịt ăn rất là chắc các bạn. Nó em về rán mấy con nó thịt chắc lắm. Cá sông thì nó thế.
với cá hồ lươn. Đây rồi. Ui, đây rồi anh em ơi, hàng rồi. Đây rồi. Ui. Con này to anh em ơi. Đây rồi. Ui, đây rồi anh em ơi, hàng rồi. Đây rồi. Ui. Con này to anh em ơi. À chà. Con gì đây? À nhà con này to. Ui. Chắp anh em ơi. Ui anh em ơi, con này to. Ui chắp to. Ôi giời ơi, đóng vào vây, chép. Ui, bóng rồi. Ui, bóng rồi anh em ạ, kéo căng quá. Con chép to, em kéo căng quá, bóng rồi. Thế nhỉ, tiếp thế. Nó đóng một tí vào cái phần mang của nó. Nó không đóng vào mặt, đóng vào ngay vào mang. À dạ, này có hàng cuốn ổ rồi. Ui, có hàng cuốn ổ này là ngon rồi các bác ạ. Phê đấy. Anh em chỉ có thể đánh nục mới cuốn được như này thôi các bác nhá. Chỉ đánh nục mới là phê nhất. Anh em chỉ có đánh nục mới là lên được hàng. Đây rồi, úi giời ơi. Rô phi to anh em ạ, đóng thẳng vào người này các bác này. Úi giời ơi. Rô phi to luôn. Đó anh em xin lợi hại của Lục chưa? Đóng thẳng vào người. Mất chạy. Rô phi thì cứ vào sẽ rõ rồi nha anh. Dễ làm sao được. Mùi chua này là đánh cá nước ngọt thì hầu như là tất cả các loại cá loại nào cũng dính nhất anh em. Trừ cũng chẳng có trừ cái loại gì, trừ cái loại cá hoàn. Loại cá nước ngọt loại nào cũng dính hết. Dập anh em ạ. Có tín hiệu mút mút đấy các bạn. Đấy có nhìn thấy dập nhá. Dập này chắc là để lục cái con thôi. Lục cái cá to nó đè ngay. Đây rồi. Ôi chua anh em ơi. Ôi chua. Đây rồi. Ôi chua anh em ơi. Ôi chua. Ôi. Ôi. Chó cắn nát quá. Ôi chua. Lên. Ôi. Ôi nhờ chó cắn nát quá anh em ạ. Ôi ngồi nhờ chó cắn nát quá. Chà. Lên. Dạ, anh em tổng cá chưa? Về chưa? Đấy, qua nhìn cá trôi này. Hàng đẹp chưa? Phải phê. Ấy giời. Sông nước mình mông thì con hàng này nó tuyệt vời các bác ạ. Rồi vào đây. Rồi, thu đốt, kéo nó vào anh em nhé. Đó. Mấy con chó kia vừa thế mình lên hàng là cắn nắp ạ. Ê, giời ơi, lên.
lên lên được ạ. Tụi em chui anh em này. Ôi, chùa thiên nhiên quê em nó chỉ có nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà phê ngon. Tươi ngon lắm à, anh em ạ. Đúng là mổ chua đánh nhạy với chùi kinh khủng luôn. Các bác nào đã từng làm mổ chua của em đi đánh tự nhiên thì đã biết. Chùi chép chấm rục phì vô đối. Mỗi hôm em đánh ở đây hay gặp chép, nay gặp mấy chùi nhỉ nào. Bữa gặp một con chép này bóc mất, tiếc quá. Nay em đánh tứ hơi nhỏ, tứ 10, bình thường toàn đánh 12 thôi. Này đánh hơi nhỏ. Đẩy vào nhà mà. Ui ui con chép to. Ui ui em ơi, chép to chép to. Ui ui. Ui ui. Con này to nha em ơi. Ui ui. Chép nhá, cuốn nổ mái tàu à, lên lên này anh em ơi, chép về chưa, ai mãi được còn chép các bác ạ, ngon quá. Trời ơi phê luôn được còn chép to quá anh em ơi. Ui tiếng ạ. Ui trời ơi, lên đây để em thu đỗ toàn nhất con này lên anh em nhé, khéo mất. Còn này đóng mùi lưỡi cẩn thận nó mất các bạn. Đó, nó đóng hai lưỡi không sợ, đóng một lưỡi sợ mất lắm. Mãi được con cá rồi. Mãi được con cá rồi. Lên úi giời. Đóng sốc mồm này. Nào, anh em này, hút nào. Cá thiên nhiên khác nó gãy nó đói về chưa, chỗ này chấp đực các bác nhá. Tuyệt vời, đi câu sàn hàng này mới sướng nhá, nó là hàng tự nhiên chứ không phải hàng hồ, nó hàng trong hồ nó to rất là nhiều, như câu như này phê lắm rồi. Đây rồi. Ôi trời ơi. Con này kéo ác thế, con đục phi to anh em này. Ôi đục phi to kéo ác quá. Trời ơi trắng. Trắng tinh. Trời. Con này anh em nhìn này. Đục phi to trắng tinh luôn. Thịt ngon chưa? Này về rán này, tuyệt vời. Vào hết đây. Vào đây em ơi. Ôi, này thêm quả anh em ơi, thu đồ về đây. Này đánh về sau giờ nó vào toàn rô phi đi các bạn. Không nhá rồi. Này bông một con chép. Em được nó rô phi. Được hai con trôi anh em ạ. Hai con trôi này, một con chép này, một đạt rô phi. Nói chung này là ổn lắm rồi. Về anh em nhé. Hai con trôi, một con chép, để mà bong mất một con chép. Mệt rô phi này ăn cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Toàn cái loại này á, thịt nó ra cực kỳ luôn anh em ạ. Loại em phải rán ăn nói là nó chất như nước quất à, nó ngon hơn với cái loại cá mình câu trong đầm trong ao tù nhiều. Cá này ăn phê lắm. Ôi, thành quả của em này là ổn rồi. Nó không được nhiều chép lần trước nhưng mà này nó quá ngon rồi. Về anh em nhé.